Anh em nào hiếu kim cương để quay đồ, nhanh tay đến ngay đào để ép chấm cơm. Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các loại quần quay lên tới 50%. Và đặc biệt một điều top 1 tháng sẽ được hơn 70% giá trị thế nào. Shop có đủ các loại vòng quay, thoải mái cho anh em lựa chọn, giá trị chúng kim cương cực cao, chỉ có tại đào để ép chấm cơm. Ok, hello, xin chào anh em nha. Và mình là thầy đào lết anh em ơi, sau một cái thời gian mà mình chung là mình ốp anh em à. Thì có nhiều anh em hỏi là chắc dạo này thầy đào bắn gà hay là cái trình chắc cũng xuống trình anh em. Thì nói chung là dạo này mình có một số việc bận về quá trình học tập anh em, mình mới học lớp 8 anh em nên rất là bận anh em ở đấy. Thì thầy sẽ tập trung mình học anh em, bây giờ thì lâu lâu thầy sẽ vô thầy làm mấy ván game anh em, mà bây giờ thì nói chung là tầm khoảng mười mấy ngày chưa chơi game luôn anh em. Thì bây giờ mình thử vô trận đầu ngày, trận đầu tiên mình cơ bắt lại game, thử coi mình bắn như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình chiến luôn nha anh em nha. Sở hữu 1 cân 4 hơn cái trình độ như xưa nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo phòng nha anh em. Đấy, mình sẽ còn 6 với tạo phòng nữa anh em. Mình sẽ bắt đầu mình tạo một cái phòng bất kỳ, mình không đọc mật khẩu luôn cho tất cả anh em vô nha. Đấy, mình sẽ tạo nhanh luôn cái phòng anh em ạ. Không biết hiện tại nè, 200 máu thôi. Đấy, 200 máu thôi. Không có mật khẩu nha anh em. Ok, nhưng mà mình sẽ chọn những ai mà bờ gồm tay to như chơi nha anh em nha. Nước mình đông luôn rồi. Đấy, mình sẽ lấy luôn 4 mệnh đầu tiên đây, để nó nhanh anh em ạ. Bất kỳ mà anh em. Đấy, ok, chiến luôn anh em ơi, nhanh và luôn anh em. Hỏi quá trình mình ở này bắn như thế nào anh em, nói thật thì thầy này còn hình cũng không có chơi game anh em ạ. Nên bắt đầu vô chiến luôn nha anh em nha. Còn thấy tèm bên kia cũng khá là ghê anh em, tèm bên kia có mấy. Nói chung là trận này nếu mà thắng luôn thì anh em vẫn không có vẻ nha anh em nha. Bởi vì lâu rồi mình cũng chơi game anh em. Nói chung là mình chơi mình không phải để thắng đâu anh em, chơi để cho anh biết là cái trình của thầy đào như này nó hơi gà chứ không phải sao trình đúng không, hơi gà thôi. Nó tên nam mà đặt tên là nữ, nên đặt tên là nó lộn, nó là tên nam mà nó mang thằng bộ nữ ấy, mà nó khinh bỉ tôi luôn, em tôi là cực kỳ ghét những thằng khinh bỉ luôn nha. Luôn anh em, mà cân bốn thằng ngẫu nhiên anh em, chứ không có gì mà mình mời sẵn vô rồi mình mới làm clip cho anh em, thì bốn ngẫu nhiên vô nhanh nhất.
She a fan, wanna come if we go. Got her running around the world, she's into a free call. I'm the man and I think that she knows. Mày này, mù mắt game in, mù mắt game in. Này thì cũng vậy, thiếu cũng tô này. Ok, sẽ là bố ba rồi nha, nha, xin mỗi tuổi luôn. Đấy, ao trình, ao trình. Một thằng rồi đây, bài láo này. Một thằng bài láo nó phải trả giá rồi nha anh em. Mày chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, 5-3 rồi nha anh em ơi. Nói chung là con này thì thấy khá là cái một cái thanh niên kia áp gà cũng khá là một chiếu không khó. Đấy. Đấy, mà cuối cùng one shot. Mày này chạy ra con sâu rồi. Đấy, cái bao kim hơi đè nên mà nói chung là hai con độc hơi đè đi. Bởi vì để tôi chơi chắc kèo nên chứ không là bỡ mồm đấy, chắc kèo bỡ mồm đấy. Ui á, à, Honey để bắn con chóc ghê nha. Ok thì hãy như cái đó này là cặp cái UMB với lại cái cây trực tiếp hai viên nha này nha. Bắn cho nó đa dạng xíu chứ cái trực tiếp hai viên nó cũng xa này. Ok thì anh em nhớ giúp thầy một like, đăng ký kênh và một đồng em dưới này. Có làm được thầy làm clip tiếp theo nha. Ok, chị tự lực. Bye bye em nha, nhớ anh em nha. Bắt đầu.